thì vừa rồi là những cái thông tin của bà nội. Thì đây là bà nội nuôi của ba của bé 18 tháng tuổi. Thì như cô chú anh chị cũng đã được biết thì vừa rồi là ở trên cộng đồng mạng là xuất hiện hai bà nội của bé 18 tháng tuổi là có nghi vấn bạo hành ở Long An. Thì ngày hôm nay thì cũng Thành Trung cùng với anh em Phong Nguyễn cùng với Huỳnh Phi để đến đây cũng xác thực là tại sao mà trên cộng đồng mạng vừa rồi lại xuất hiện hai bà nội. Thì quý vị cũng đã được theo dõi thì ở đây là bà nội nuôi. Đúng nội. Vậy là nội đây là nội như thế nào, nội có thể nói cho con biết được không nội? Con bị rối não đây là nội ruột nè. Dạ không sao, nội cứ nói giùm con đi chứ con bị tấn công quá nội. Vì là như thế này nè, bọn con cũng muốn cho cộng đồng biết được là cái sự thật. Vì là hiện tại bây giờ á, là trên cộng đồng, hiện tại bây giờ là tại sao mà bé lại những hai bà nội. Đây, một kênh khác á, thì lại ghi là bà nội khác. Và kênh anh em ở đây á, thì lại ghi hình là bà nội khác. Thì cô có thể là chia sẻ cho cộng đồng được biết là cô là bà nội của bé như thế nào. Đó, chỉ có vậy thôi. Nội bây giờ là nội nuôi ai, nội nuôi bé từ nhỏ đến lớn hay sao? Nuôi ba của bé. À nuôi ba của bé từ nhỏ đến lớn. Là kính thưa quý vị khán giả thân thương trên kênh YouTube của Huỳnh Phi TV và anh Phong Nguyễn và anh Thành Trung. Ngày hôm nay thì Huỳnh Phi TV lại có mặt tại nơi không gian nhà trọ, nơi mà bà nội của bé ngày hôm qua đã lên tiếng, và trên một cái kênh YouTube, nền tảng YouTube khác cũng là người anh của Phi, thưa quý vị, cũng đã đăng tải cái nội dung là có sự xuất hiện của bà nội ruột, nói chung là sinh ra ba của bé đó, thưa quý vị khán giả. Thì trong quá trình mà anh em của Huỳnh Phi đi lên trên con đường từ thiện thì hôm nay á, thì gặp lại bà nội để đính chính cho quý vị khán giả biết được là sự thật nó như thế nào. Đáng lẽ ra là bữa nay á, là đi sớm để gặp cho anh cái người cha ruột của bé 18 tháng tuổi á, nhưng mà anh đi làm rồi. Thì bây giờ thì Phong đi tới thì trước nhất là cũng ghi hình ở đây và chia sẻ bà con ở sớm để xác nhận. Tại vì bà nội ở đây á, thì nuôi ảnh thì nhưng mà nuôi cái đứa cháu mà đang đứa cháu gái là 8 6, 6 tuổi của bác chị. Rồi, dạ nội ơi, bây giờ cho con xin phép được chào nội. Dạ thứ nhất là con chào nội, thứ hai nữa thì nội có thể cho cộng đồng mạng biết được rõ ràng một xíu về cái sự việc như trên đó nội, là tổng cộng hết là bé 18 tháng tuổi và bé gái hiện tại đang ở với nội đó là có hai bà nội lận, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ thì cái sự việc nó như thế nào ấy, là nội là nuôi ba của bé từ nhỏ đến lớn hay sao nội? Mình nhỏ tới lớn luôn, hồi mới sanh là nuôi rồi. Bé gái này cũng tên nuôi nó từ nhỏ tới lớn luôn. Là ba của bé là ở bên nội từ nhỏ luôn. Dạ, thì là ba của bé 18 tháng tuổi đó, thưa quý vị, cộng đồng mạng bao ngày qua đã chia sẻ và quan tâm đến cái sự việc này, và đặc biệt hơn là đòi lại công bằng cho bé đó. Nội ơi thì trong cái sự việc này á, thì giờ đây cô chú anh chị xem á, thì thấy gương mặt của nội, nội là nuôi ba của bé nha, hai bà nội lận nha quý vị khán giả. Này là bà nội hai, bà nội nuôi. Thì trên một cái kênh mà hôm qua là một cái người anh á là đăng tải lên á, thì chính anh á là con mẹ con nuôi của cô ở đây á là cũng có xác nhận là nói là đây là có hai người nội, đây là nội hai, do là bà nội đây là nuôi và xem như giống mà trong ruột trong gia đình. Thì trên đoạn video đó đăng tải, nhưng mà có những cái giống như bình luận của cô bác á, thì không có xem hết á, hoặc là không có biết được những cái tình tiết ở trong cái đoạn video đó, thì cứ nghĩ là nhóm của Phong Phi là dàn dựng, giống như mà kiểu mà dàn dựng là kiếm một cái cô nào đó là tự nhận là bà nội của bé 18 tháng tuổi. Nhưng mà ở đây thật sự là có hai bà nội đừng của bác chị, thì không phải là bữa nay là anh em đi tới đây mà để trực tiếp mà gặp bà nội ở đây không thôi, là chủ yếu là muốn gặp một cái người cha luôn. Nhưng mà sáng sớm là anh đã đi đâu rồi cô? Đi làm rồi. Dạ, công việc của anh đó thường làm gì nội ha? Làm bên bưu điện tỉnh đó. À, làm trên bưu điện, thưa quý vị khán giả. Và ngày hôm qua thì trong cái quá trình mà anh về nhà đó thì không biết là cái sự việc trao đổi với phóng viên thì không biết là về có chia sẻ với nội không? Không,
Tại nó là nó sự việc nó là nó lấy ra nó tiền thông lên rồi nó đâu nói nữa. Dạ. Dạ thì con nghe thông tin rằng là mẹ ruột của bé trai 18 tháng tuổi này đó đang nằm bệnh viện tâm thần, không biết là bị tâm thần thì con đó là chưa biết, chỉ chết đều công an điều tra thôi chứ nó họ nó đâu có biết là sự việc nó thật hay giả, chưa biết, đâu biết đâu. Không biết, nhưng mà là nội chỉ biết là đang nằm bệnh viện tâm thần. Dạ, lúc trước là chỉ có hay bị lên cơn hay là bị bệnh tâm thần không cô? Không, tỉnh đấy, lắm, tỉnh người có người bình thường mà. Là cái khi mà xảy ra cái sự việc đau lòng là chị ấy là mới bắt đầu bảo là coi như có cái triệu chứng tâm thần. Dạ. Tại vì hôm qua là tụi con đi qua để thứ nhất là tại vì Mạnh Thường Quân á nhờ tụi con đi tới để xem mộ, giống như hôm qua con đã nói với nội á thì đã trao đổi rồi, nhưng mà bên phía bên nhà nội á thì nói đã đầy đủ điều kiện lo cho bé nên mà không có nhận bất cứ khoản tiền nào hết. Thì nghe nói là bên ngoài á là nói là chỉ bây giờ là mất đứa con nên đau lòng quá, bây giờ đầu óc giống như điên dại, thì hiện tại là đang nằm ở bệnh viện tâm thần ở dưới Tân An. Thì hôm qua thì tụi con cũng có số ở ngoài luôn tại xin những bà con bản, nhưng mà điện thoại gần như là 40-50 cuộc là những anh em đã điện nhưng mà không có liên hệ được, muốn đi vô để chia sẻ chút ít hình ảnh nhưng mà gần như là đã bế tắc, thì mới chạy qua bên đây là thăm dò và hỏi ý kiến của bà nội, là định hỏi cái việc mà xây mã xây mồ cho bé, chứ mà tụi con thì cũng không có muốn đi sâu quá. Nhưng mà khi mà đăng tải lên á thì nền tảng xã hội là bên YouTube thì có những cái ý kiến, khi mà có thêm một người anh gặp trực tiếp là chồng của bé ô cha của bé trai, rồi bên cạnh đó bà nội ruột nữa, thì khi như vậy á thì có hai luồng ý kiến trái chiều, là vậy bên kia là bà nội là thật còn bên đây là bà nội giả. Thì như vậy thì tụi con là những kênh YouTube mà bên làm bên truyền thông và bên thiện nguyện, thì khi nghe được điều đó thì nó thật sự nó rất là buồn, tại vì ảnh thì có bà mẹ ruột mà bên cạnh nó cũng có người mẹ nuôi, đúng không cô? Dạ thì nội đấy là bên nội là nuôi ba của bé là từ nhỏ đến lớn luôn. Nội kia thì ít về lắm hả nội hả? Không về ít về, tại có gia đình khác rồi. Là hiện tại bây giờ là anh nó ở đây với nội luôn. Là như vậy, là coi như cái khi mà gặp mà bà nội kia á, mà kênh kia quay là kiểu là bà nội kia là có gia đình rồi, hiểu không? Yeah. Đấy, nên là ba của bé là ở với nội nuôi từ nhỏ. Đó là giải thích ra cho cộng đồng hiểu là như vậy. Dạ. Thì thật sự là cái sự việc đó đến nước đường này rồi thì cái sự thật là luôn luôn là sự thật. Thưa quý vị khán giả, thì ngày hôm qua tới giờ thì Huỳnh Phi TV cùng với anh Phong Nguyễn thì để chia sẻ cái hình ảnh gọi là nhận rất là nhiều cái sự phản hồi quý vị, và đặc biệt hơn kèm theo những cái dòng trạng thái và những cái lời nói về anh em của Huỳnh Phi là tạo dựng nhân vật để mà đưa lên màn hình ảnh. Thật sự thưa quý vị khán giả, trong bao ngày qua thì các anh em làm thì đã chia sẻ những hình ảnh gọi là thiết thực nhất và những cái câu chuyện nào cũng phải minh bạch rõ ràng. Nhưng mà đến phút giây này thì sự việc nó đã sáng tỏ rồi. Con cũng cảm ơn nội đã bỏ cái thời gian quý báu của mình để mà chia sẻ trong video ngày hôm nay. Và không biết rằng là ngay lúc này thì nội có nghe bên cơ quan chức năng, bên cái người mà đã ra tay đoạt đi cái sự sống của cháu nội của nội á, thì không biết là bên đó có khai hay là nói gì chưa? Không, cơ quan điều tra chưa có nói gì hết, đâu có biết đâu. Dạ. Yeah. Yeah. Là chưa có khai, con nghe là trên phóng viên cũng đã chia sẻ là bên đó là cũng chưa có khai hả nội hả? Không biết, chưa. Dạ. Biết. Dạ. Gia đình chưa biết là sự việc đi đến đâu, chưa biết. Dạ. Cơ quan điều tra chưa nói gì hết. Là dạ. Cái mà coi như cái thông tin của bên pháp y là gia đình mình cũng chưa nắm được luôn hả? Chưa. Là chưa thông báo cho gia đình. Dạ. Luôn là cái kết quả khám nghiệm. Nội giống như mà cô là mẹ nuôi của ảnh á, thì giống như hai mẹ con thì cũng có tình cảm, thì con nghĩ chắc cũng có chụp hình không mà nội? Không có chụp hình luôn. Nên nội ơi, nội cho con có thể là thấy hình đứa bé nhỏ được không? Mình còn cái tấm hình nào của đứa bé nhỏ không ạ? Không có luôn. Không có luôn hả nội? Không. Tại lúc đó là đưa hình bé đi hết rồi. Dạ.
cứ hình bé đi hết rồi. Không muốn để bất cứ một cái gì còn lưu liếm lại đúng không nội? Dạ. Nội hôm nay con cũng cảm ơn nội đã chia sẻ ha. À, chúc nội và gia đình luôn mạnh khỏe. Sự việc nó đã sáng tỏ tới đây được rồi. Nhưng mà chắc con phải gặp ảnh một lần để có ảnh với có nội luôn, thì con sẽ tạm phép chương trình luôn để nhằm khi để làm cho cái vụ việc nó rõ ràng với sáng tỏ. Thì nhằm khi nhiều cô bác á là nghĩ như vậy cũng tội cho tụi con á, cái tụi con đi tới là kiếm nội để hỏi cái vấn đề mà làm mã thôi, tại Mạnh Thường Quân đã gửi tiền đầy đủ 100% để làm mã cho bé luôn, nhưng mà khi thế mà gia đình bên nội đủ điều kiện nhưng mà đã công khai công bố như vậy á thì con thấy cũng mừng, tại vì trong cái khuất mắt đó thì có nhiều cái tình tiết ở trong đó, thì nội ruột và nội ở đây cũng như là cũng có những cái điều rất là khó nói, tại vì cái vụ án này là một cái vụ án hình sự chứ không phải là bình thường đúng không nội, nên mà bắt buộc bây giờ là cũng đang chờ đợi, và bên cạnh đó thì cũng nhầm khi trong lòng biết những cái điều gì đó cũng không có thể nào bày tỏ và nói ra được, tại vì nói ra là có thể là đụng chạm hoặc là liên quan tới cơ quan chức năng thì nó rất là khổ mà nó không đúng nữa, thì thôi để tụi con sẽ mong nội nuôi ở đây sắp xếp thời gian có thể là chiều hoặc là thời gian ngắn nhất để tụi con ghi một cái đoạn hình cuối cùng để khép lại chương trình để khán giả được tỏ bài và hiểu rõ về tụi con nhiều hơn nha. Dạ, mong nội hoan hỷ cho tụi con ha. Dạ, cảm ơn nội. Cảm ơn nội nha. Dạ, con chào nội ạ. Rồi, nội nghỉ ngơi nha. Dạ, cho con hỏi nội chút xíu nha. Giờ gia đình mình á là coi như có mong muốn là bên cơ quan chức năng làm cái sự việc này là càng sớm càng tốt không hả nội? Là coi như rất muốn đòi lại cái sự công bằng cho bé. Còn ngoài ra là không mong muốn gì hết. Vâng, thì nội có thể là chia sẻ lên cộng đồng cũng như là cho cơ quan chức năng biết được là cái suy nghĩ của gia đình hiện tại bây giờ mong muốn pháp luật là coi như lấy lại công bằng cho bé như thế nào, thì nội có thể chia sẻ được không? Để đó cơ quan chức năng ấy đi chứ giờ gia đình không đâu giải quyết được đâu. Để đó chức năng là cơ quan chức năng làm đi. Là mình mong muốn đấy, cái kiểu là cái suy nghĩ của mình mong muốn đấy. Thì muốn cơ quan điều tra cho sự thật sớm ra sẽ sự việc ra sớm thôi, đưa ra ngoài ánh sáng thôi, chứ mình giờ mình đâu có giải quyết được sự việc đó thế nào đâu. Dạ, thì như thế này nội, thì trong những ngày vừa rồi á là cái sự việc bạo hành trẻ em nói chung cũng như là cái sự việc của bé hiện tại bây giờ thì cộng đồng cũng như là gia đình cũng đang rất muốn biết cái sự thật là bé có thực sự bị bạo hành để coi như dẫn tới cái sự việc đau lòng hay không. Thì như bọn con á là cũng rất lên án cái sự việc mà bạo hành trẻ em hiện tại bây giờ đang diễn ra rất phức tạp. Đấy, cũng mong sao gia đình cũng kiểu là vơi đi bớt cái nỗi buồn. Thì cũng mong sao bên cơ quan chức năng cũng là có một cái thông báo sớm nhất cho gia đình. Thì nội trong những cái ngày vừa rồi á thì nội có kiểu là có suy nghĩ gì về cái mà bé ra đi mà coi như có kiểu là có dấu hiệu bạo hành như vậy, thì nội có suy nghĩ gì không? Có kiểu là mình có thấy những cái gì mà bất thường ở bé trên cơ thể? Lúc đó là đâu có để cái bé làm sao thế nào đâu. Lúc đó là để cơ quan chức năng nó làm việc rồi, đâu để ý tới. Còn cái lúc mà nội tới cái chỗ bé mà bệnh viện á, đâu tới bệnh viện, bé đem về nhà của mẹ ruột bé. À, là cái khi mà coi như bé qua đời là đưa về nhà chứ không có phải là ở bệnh viện. Vậy là coi như cơ quan pháp y là coi như khám nghiệm ở chỗ nào nội biết không? Có khám nghiệm tử thi bé trong bệnh viện. À, rồi. Vâng, thì con cũng cảm ơn nội nhé, cũng đã chia sẻ những cái thông tin cho cộng đồng biết. Thì vâng, Thành Trung xin chào tất cả cô chú anh chị. Thì vừa rồi là những cái thông tin của bà nội. Thì đây là bà nội nuôi của ba của bé 18 tháng tuổi. Thì như cô chú anh chị cũng đã được biết thì
Vừa rồi là ở trên cộng đồng mạng là xuất hiện hai bà nội của bé 18 tháng tuổi là có nghi vấn bạo hành ở Long An. Thì ngày hôm nay thì cũng Thành Trung cùng với anh em Phong Nguyễn cùng với Huỳnh Phi để đến đây cũng xác thực là tại sao mà trên cộng đồng mạng vừa rồi lại xuất hiện hai bà nội. Thì quý vị cũng đã được theo dõi. Thì ở đây là bà nội nuôi.